Kính chào quý khán thính giả và các bạn học viên. Tôi là Linh Mục Augustino Nguyễn Thái Hiệp, là một tu sĩ dòng tên và hiện đang phụ trách học vụ khóa thần học với chức danh là giám học của Học viện Thánh Giuse thuộc tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Học viện Thánh Giuse này hiện được đặt trụ sở tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây tôi xin giới thiệu đôi nét về chương trình cử nhân thần học được tổ chức tại Học viện Thánh Giuse. Đầu tiên là về tầm nhìn và sứ mạng của học viện. Là một học viện thần học thuộc dòng tên, thì viễn tượng và sứ mạng của nó được xác định là để giáo dục các học viên biết suy tư thần học và biết đào sâu đức tin Kitô giáo. Bên cạnh đó, nó còn có sứ mạng là để đào tạo con người về chiều sâu, biết yêu mến Thiên Chúa và muốn loan báo sứ điệp phúc âm cho mọi người. Và sau cùng chúng tôi xác định sứ mạng của học viện là để thăng tiến và bồi dưỡng những người có thiện chí và những người muốn phục vụ dân Chúa bằng các loại hình sứ vụ khác nhau mà giáo hội cổ võ. Chương trình đào tạo cử nhân thần học theo quy định tòa thánh sẽ gồm 4 lĩnh vực chủ đạo, đó là kinh thánh, thần học hệ thống, thần học luân lý và thần học thiêng liêng. Cuối cùng là lịch sử giáo hội và thần học mục vụ. Và cả 4 lĩnh vực chủ đạo này được bố trí trải dài suốt 4 năm học với các môn học có liên kết bổ trợ chặt chẽ với nhau. Cụ thể là vào năm thứ nhất, các học viên sẽ chuyên học về Thiên Chúa ngang qua các môn học thuộc về thần học Thánh Kinh và thần học Tín Lý. Năm thứ hai sẽ chuyên học về giáo hội, cụ thể là các môn sử giáo hội học, phụng vụ, về giáo luật và thần học bí tích. Bước sang năm thứ ba, học viên sẽ chuyên học về con người, cụ thể là các môn nhân học, thần học luân lý, thần học thiêng liêng và cuối cùng là linh đạo. Như vậy là trong 3 năm đầu, học viên sẽ dành 1 năm để học chuyên về Thiên Chúa, 1 năm để học chuyên về giáo hội và 1 năm để chuyên học về con người. Bước sang năm thứ tư và cũng là năm cuối, học viên sẽ dành học kỳ 1 để học chuyên về thần học mục vụ và nghe giải tội và các cái hành phụng vụ và thánh lễ. Riêng học kỳ 2 là học kỳ cuối, học viên dành để chuẩn bị cho kỳ thi toàn diện thần học và làm luận văn tốt nghiệp. Tóm lại, chương trình đào tạo cử nhân học 4 năm đã kết thúc bằng kỳ thi toàn diện thần học. Điểm nổi bật của Học viện Thánh Giuse chính là truyền thống học thuật nghiêm túc và có uy tín. Thứ hai là đội ngũ giảng sư đầy nhiệt tâm và có năng lực giảng dạy. Họ là những người vững vàng trong giáo thuyết và có kiến thức thần học tốt. Đặc nét của Học viện Thánh Giuse chính là phương pháp sư phạm đồng hành cá nhân và có đối thoại. Ban giảng huấn luôn chú trọng đến con người chiều sâu và dạy các học viên biết phân định thiêng liêng. Về các đối tác hợp tác đào tạo của Học viện Thánh Giuse, thì Học viện Thánh Giuse thuộc tỉnh Dòng Tên Việt Nam hiện nay đang liên kết đào tạo với trường học Loyola thuộc tỉnh Dòng Tên Philippines. Do đó, Học viện Thánh Giuse được phép cấp bằng cử nhân thần học do phía trường học Loyola thực hiện và bằng cử nhân này được công nhận trong toàn hệ thống giáo dục của giáo hội Công giáo. Để trở thành học viên thần học tại Học viện Thánh Giuse Dòng Tên thì các ứng viên phải thi tuyển đầu vào và điều kiện dự thi là thí sinh đã tốt nghiệp chương trình triết học tại các chủng viện hay các học viện khác và trình độ Anh văn IELTS tương đương 5 chấm trở lên. Và cuối cùng là thí sinh phải trải qua một bài thi khảo sát về khả năng đọc hiểu Anh văn và một bài thi luận Việt văn. Với những điều vừa được trình bày,
Tôi rất mong quý vị và các học viên quan tâm và giúp quảng bá các thông tin về chương trình cử nhân thần học này đến những người muốn theo học. Và cuối cùng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương mục giới thiệu này. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.